tại ban Phô, khách thăm vô cùng tận tình trạng sức khỏe của ngài a chan càng lúc càng suy giảm đông đảo chư vị tỳ khưu và cư sĩ từ khắp nơi trong vùng tấp nập đến thăm như nước từ sáng sớm đến chiều tối và đến tận đêm khuya ai cũng muốn được gặp ngài người được biết đã là một vị a la hán nếu không có đủ phước báo trong quá khứ một người không bao giờ có duyên lành được gặp và nhận ra một vị a la hán với ý nghĩ ấy trong tâm họ tụ hội rất đông đảo để được nhìn thấy ngài nhìn được ngài như thế là tạo rất nhiều lợi ích cho họ trong tương lai kiếp sống làm người của họ sẽ không quan phí vì đã có duyên tận mắt nhìn thấy và đảnh lễ một vị a la hán còn sống vào sáng hôm sau ngài thúc giục nên sớm đưa ngài đến thị trấn sakunakon bảo họ phải nhanh vì ngài có muốn viên tịch nơi đây một vị a chan trước kia là đệ tử của ngài bàn nên để ngài ở lại nghỉ thêm vài hôm ngày nào ngài cũng nhắc họ rời ra thị trấn nhưng họ vẫn giữ ngài ở lại để nghỉ ngài nghỉ ở quận Phan-na-no-khon khoảng mười ngày và nhiều lần mỗi ngày ngài hối thúc đệ tử rời ra thị trấn đôi khi họ đính thinh có lúc họ trả lời một cách gián tiếp cuối cùng ngài đối diện với họ nói có phải quý vị muốn thầy viên tịch ở đây không thầy đã nói với quý vị rằng thầy sẽ đi đến thị trấn vào đêm thứ mười ngài từ chối không ngủ kêu họ đến gấp và bảo rằng mình không thể còn sống lâu hơn nữa phải rời ra thị trấn sakunakon trong đêm Ngài bảo họ đỡ ngài ngồi dậy, trong tư thế thiền tọa, mặt hướng về phía thị trấn. Sau khi xuất thiền, ngài bảo họ phải gấp rút các vị sư cao hạ được gọi đến và họ nói rằng sáng hôm sau mọi việc sẽ được chuẩn bị sẵn sàng vì xe ô tô chưa đến kịp trong đêm. Ngài nhấn mạnh rằng họ phải làm mọi việc càng sớm càng tốt vì ngài không còn sống lâu hơn được nữa. Thầy không muốn kéo dài hơn nữa cái thân đau khổ này. Ngay nói, tiếp tục kéo dài sự sống của nó không ích lợi gì. Thầy đã nói hết mọi việc. Tại sao quý vị còn muốn kéo dài thêm đau khổ của nó làm gì? Cái thân này đâu còn lợi ích gì khi nó ngừng sống. Nếu hiện giờ quý vị không dân lời Thầy, thì còn hy vọng gì sau khi Thầy ra đi? Quý vị có thể tìm được sự thật nào để bảo trì giáo pháp sau khi thầy qua đời. Nói như thế rồi, ngài thức luôn. Không ngủ trọn đêm, mặc dù tình trạng sức khỏe càng thêm suy giảm. Có lẽ ngài nghĩ rằng, ngài có thể sẽ không tỉnh dậy nữa nếu ngài cho phép mình ngủ. Tuy nhiên, đó chỉ là phỏng đoán của chúng tôi. Hoàn toàn có thể sai lầm. Đến Sakunakon, nơi ngài Achan hoàn toàn viên tịch xe theo xa lộ Sakundakon đến chùa vào lúc 7 giờ. Theo xe có bà cụ Nun Chubanon, một tín nữ thân tín của ngài. Đến cung thỉnh ngài về. Ngài hỏi có đủ xe cho các vị tỳ khưu và Samanera muốn đi không? Bà cụ bạch rằng sẽ trở lại để rước bao nhiêu vị tỳ khưu và Samanera muốn đi cũng được. Sau khi ngài thọ thực, người ta trích một mũi thuốc giúp ngài nghỉ ngơi trong khi đi đường vì và lúc đấy đường xã chưa tráng nhựa lồi lõm gập ghềnh đi xe rất mệt nhọc ngài được cung thỉnh nằm trên võng để khiêng từ chùa tới đầu kia của cánh đồng để tới chiếc xe đang đợi ngài ngài có vẻ ngủ 10 phút sau khi người ta trích thuốc xe đến sakunakon lúc trưa khoảng 12 hai giờ Ngài được khiêng từ xe đến tỉnh thất Kuti trong chùa Vasutthavat và ngủ luôn đến nửa đêm thì tỉnh dậy. Vào khoảng một giờ khuya, dấu hiệu ra đi của Ngài càng rõ ràng hơn đối với những người đang châm nom. Xem hình như Ngài xác nhận với hàng đệ tử tại sao thường hối thúc họ về thành phố và cho họ biết rằng những đau khổ mà thân phải chịu trước khi ngọn lửa của đời sống bị cơn gió đặc tướng vô thường của tất cả các pháp hữu di thổi tắt. Quả thật là cơ hội tốt cho những người hiện diện có thể rút ra bài học giáo pháp. Đêm ấy yên tĩnh, yên tĩnh một cách lạ thường. Khi ngài A Chan phát lộ cho chư vị đệ tử chân lý của Phật ngôn, Phara Have Banca Kantha. Ngũ quẩn thực sự là một gánh nặng. Một gánh nặng mà bậc thiện trí rất quan hỷ đặt xuống. Ngài Chao Khun Thamma Setiya của chùa Wat Bodhi Somphon và chư vị tiền khưu đệ tử của Ngài A Chan sớm thấy đoàn người tấp nập hội tụ quanh nơi Ngài A Chan nằm. Mọi người đều im lặng, nhưng tất cả đều đang trao động, nghĩ đến sự ra đi của Ngài A Chan. Chắc chắn vào một lúc nào đó trong đêm nay. Các vị ngồi đấy theo ba hàng. Hàng đầu gần nhất có Ngài Chao Khun Thamma Setiya hàng gì có những vị a chan đệ tử và hàng ba là các vị tỳ khưu và samanera tất cả đều nhìn về phía ngài a chan nằm âu sầu và thất vọng lệ nhòa cả mắt hoàn toàn viên tịch ngài a chan nằm theo tư thế sư tử nghiêng về phía tay mặt nhưng một vị đệ tử sợ nằm như thế ngài mệt nên từ từ rút lần cái gối kê lưng để ngài nằm ngửa. Hình như ngài A chan ý thức được điều này và cố gắng nằm nghiêng mình trở lại về phía tay phải về trước, nhưng rõ ràng quá yếu để làm điều đó. Một vị A chan thấy vậy nhẹ nhẹ để cái gối vào lưng một chút để phụ giúp ngài, nhưng không dám đẩy nhiều, sợ làm cho ngài A chan quá mệt. Như vậy tư thế cuối cùng của ngài A chan là hơi nghiêng bên mặt giữa thế nghiêng hẳn mình và thế nằm ngửa, vì không ai dám làm gì nữa sợ quấy rầy ngài ngài đang chìm nhanh và tất cả chữ vị tỳ khưu đệ tử và tín đồ của ngài hiện diện lúc bấy giờ đều tuyệt vọng nhìn hơi thở ngài yếu dần đến lúc ngưng hẳn không ai chắc chắn biết rõ ngài tịch lúc mấy giờ vì không có cử động nào của thân cho thấy chính xác giây phút ra đi một lúc sau đó Ngài Chao Khun Thamma Setiya tuyên bố. Ngài A-chan đã diên tịch, có phải vậy không? Và nhìn đồng hồ lúc ấy, 2 phút 23 giờ khuya và được xem là giờ diên tịch vì giờ phút chính xác không xác định được khi tên ngài a chan diên tịch được loan truyền trong nhóm đệ tử tỳ khưu và thiền tính có mặt tại chùa tất cả mọi người đều âu sầu thất vọng mặc dù ai nấy đều đã chuẩn bị sẵn sàng đón nhận tin buồn ngài a chan vĩnh viễn ra đi hoàn toàn thoát khỏi mọi trói buộc trần gian nhưng họ thì vẫn còn đau khổ trong cảnh giới vô thường của dòng quay luân hồi bản chất tâm phạm phu chưa tăng đồng ý rằng nhục thể của ngài a chan hiện giờ nên để lại đây ít nhất là trong đêm nay sáng hôm sau lễ quả tán sẽ được sắp xếp cái gì thì khưu đệ tử của ngài thì có vài vị về cốc vài vị ở lại nơi ngài a chan viên tịch toàn khu quanh cu ti tỉnh thất của ngài đều có đèn thắp sáng nhưng đối với các chư vị đệ tử dường dưới tối ôm họ không biết giờ đây phải làm gì và phải đi đâu để thực hành vài vị đang ngất xỉu đối với các vị ấy mất ngài a chan là mất tất cả ngọn đèn hải đăng rọi sáng con đường thực hành đã tắt hẳn bao nhiêu hơi ấm và trí tuệ phát ra từ ánh sáng từ bi ấy cũng tiêu tan cùng với hy vọng và sự sống đương tựa vào đó điều này dĩ nhiên không có nghĩa là họ đã quên tam bảo đức phật đức pháp và đức tăng nhưng tâm phàm phu có khuynh hướng bám vào cái gì gần gũi và rõ ràng nhất và xem đó là nhịp cầu để nối liền đến cái gì xa xôi và ít rõ ràng hơn. Mặc dù ảnh hưởng thâm sâu hơn, sự phục vụ và trí tuệ của Ngài A Chan của họ đã được thấy trong nhiều năm. Giáo huấn của Ngài, họ đều đang được nghe. Khả năng của Ngài để giải quyết những thắc mắc và những vấn đề khó khăn đều được công nhận. Bản thân Ngài được tôn sùng kính mộ thâm sâu và hào quang từ bi của Ngài đã được cảm nhận và in sâu vào tâm khảm. Phải ít lâu sau, khi Ngài a Chan Diên Tịch, người giết, mới nhận thức được rằng Ngài, cũng như Đức Phật và chưa về đệ tử của Đức Phật đã không còn. Và ta không còn nhu cầu phải mãi mãi và liên tục tưởng nhớ tới đường lối người đời trong thế gian phạm tục. Điều đáng quan tâm là cái tâm của những người khóc than sầu thảm về sự viên tịch của ngài để cho họ bị cân sầu hoàn toàn ngự trị ắt có hại nhiều hơn có lợi ngài a chan không bao giờ dạy ai nên ôm ấp dưỡng đuôi những loại tư tưởng buồn thảm như vậy những loại tư tưởng như vậy dĩ nhiên không phải là bất thiện tuy nhiên không thích hợp với người đã đắp y mang bát nhất là những người có nguyện vọng thành tựu giác ngộ cuối cùng đức phật có lần dạy những người thấy giáo pháp là thấy dư lai những người thấy dư lai là thấy giáo pháp một cái tâm mà bị sầu thảm thống trị sẽ không thể thấy được giáo pháp nếu phải chết bằng cách sống theo pháp hành này sẽ tốt hơn là chết với tâm sầu thảm qua ngày hôm sau tin ngài a chan duyên tịch loan truyền cùng khắp thị trấn sakunakon quý vị sư cao niên và nhân viên chính quyền trong thị trấn đến cúng lễ bái nhục thể và cùng nhau sắp xếp, xếp chuẩn bị lễ quả tán. Mọi người đồng ý rằng cuộc lễ phải xứng đáng với địa vị của một bậc thiền sư khả kính nhất, danh tiếng lừng gian khắp các miền của Thái Lan. Tin Ngài Diên Tịch đã được giới truyền thông loan truyền khắp nơi trong xứ để cho những vị đệ tử sống những nơi khác nhau có thể hay biết và nếu họ muốn có thể trở về kịp dự lễ quả tán dự định vào ngày rằm tháng 3, 2493 Phật lịch, 1950 Dương lịch. Đông đảo người đến Sakunakon để đánh lễ nhục thế Ngài Achan cho đến ngày quả thiêu. Người nghèo nhất và người giàu nhất vào lúc Ngài về già, có rất nhiều người đến dân cúng tứ vật dụng, nhưng Ngài không thể sử dụng tất cả. Bất luận nơi nào Ngài lưu ngụ hoặc trong rừng sâu quang vắng hay ở thành thị sớm lạc. Luôn luôn có rất nhiều thiện tính, chẳng kể đường xá khó khăn đến dân ngài vật thực và các vật dụng cần thiết. Ngài Achan hy sinh cũng không ít hơn các khí chủ. Luôn cho tất cả những gì được người ta dân đến. Trong những ngày khởi đầu tu tập thì không ai thiếu thốn bằng ngài. Nhưng về sau thì không ai giàu có bằng ngài. Người ta dân đến bao nhiêu thì Ngài cho ra bấy nhiêu. Có lẽ Ngài cho ra còn nhiều hơn. Những gì vừa thọ nhận, Ngài sớm sủa cho ra. Bản tính Ngài là muốn giúp đỡ mọi người khác và thường không cho người ta biết ý định này. Thí dụ như Ngài muốn giúp xây dựng một ngôi chùa, thì Ngài chỉ đến đó ở ít lâu. Tất cả những gì được dân cúng đến Ngài, Ngài sẽ cúng hết cho chùa đó. Lúc 4 giờ chiều sau ngày viên tịch, nhiều vị tỳ khưu Samadira và thiền tính tiến hành tắm rửa dục thể rồi bao trùm trong một chiếc khăn liềm trắng bên ngoài tấm y và đặt ngài vào trong một chiếc quan tài đặc biệt một bên là kính để cho những ai không kịp gặp ngài lúc còn sống có thể nhìn xuyên qua mỗi đêm đều có những lời thuyết pháp và những nghi lễ khác để tưởng niệm công đức của ngài người dân tuyệt vời của Sakunakon. Trong suốt ba tháng trường trước lễ quả tán ngày A-chan, dân cư trong thành phố Sakunakon đã chứng tỏ tinh thần hợp tác và hy sinh đáng được kính phục ngợi khen. Nhân viên chính phủ, thương gia và dân thường, tất cả đều một lòng một dạ giúp đỡ khách phương xa bằng mọi cách. Dường như họ quên hết tình trạng mệt mỏi và không nghĩ đến chi phí để đón mừng và tiếp khách về nhà người viết đã chứng kiến những cuộc biểu lộ tình thân ái hợp tác và lòng quảng đại và có thể chân thành nói rằng mình chưa bao giờ thấy tinh thần hòa hợp hơn trong một lễ quả táng như vậy lễ quả táng ngày quả táng đã đến số người hội tụ tại wattsutavat càng tăng trưởng đông đảo vào ngày quả táng số tham dự độ dài chục ngàn người. Quán và lều đủ dạng và đủ cỡ lớn nhỏ đã được dựng lên khắp khu rừng. Thức ăn và nước uống được phục vụ miễn phí cho tất cả. Dù và lòng trắng mọc lên như nấm trong khu rừng bao quanh quá suốt thà để che mưa nắng cho các vị tỳ khưu khách đến từ khắp nơi. Một cảnh tượng trước đây không bao giờ mơ tưởng đến. Có hơn 800 vị tỳ khưu và Samanera trong chùa Wat Suthavat và rất nhiều những gì khác luôn ngủ tại các chùa lân cận. Có lẽ tất cả trên ngàn người. Với số người đông đảo trong một khu rừng nhỏ bé như thế, tiếng nói ồn ào, quyền não, gian động. Không còn nghe được gì rõ ràng, ngoại trừ tiếng gian của máy phát thanh, mô tả từng chi tiết diễn tiến của cuộc lễ. Tuyệt đối không có bất luận trò chơi giải trí nào, vì đây là cơ hội cuối cùng để tưởng nhớ một vị thiền sư, không phải để vui chơi hay giải trí. Những vật dụng mà thiền tính dân cúng chết cao như một hòn núi nhỏ. Hàng trăm bao gạo, hàng trăm loại vật thực khác và số y dân đến chư tăng có thể chất đầy một nhà máy sản xuất dài. Không thể tưởng tượng nổi lòng rộng lượng và vị tha của người Thái khi dân cúng để tưởng niệm ân đức Ngài A-chan của họ họ cũng rộng rãi không kém khi giúp đỡ người khác. Với diện tích nhỏ bé như xứ Thái, lòng quảng đại của người Thái không phải dân tộc của quốc gia to lớn nào cũng sánh bằng. Đó là ảnh hưởng của Phật giáo, dạy họ rộng lượng, từ ái, khoan hồng và sẵn sàng đưa cánh tay hỗ trợ khi cần đến và mỗi khi có thể làm được. Những đức độ quan dung quảng đại ấy rõ ràng đã được chứng tỏ trong buổi lễ quả tán ngày Phra Achan Mun Buridatta. Không có gì thiếu. Những nồi cơm to, những chảo cơm và nhiều loại thức ăn khác nhau. Trông thấy mà kinh hồn vì kích cỡ của chúng. Toàn loại cỡ to nhất. Một cái chảo to đến độ sức một người không thể nhấc nổi, chứ đừng nói đến khiên đi. Phải cần đến hai hay ba người để di chuyển một cái chảo từ nơi này đến nơi khác. Bởi số đông bất thường chứ vị tỳ khưu và samanera phải chung hợp từng nhóm ba bốn chục năm sáu chục vị để thỏa thực trồng cốc trong lều hoặc nơi trống trải ngoài rừng hay chỗ nào khác mặc dù chưa tăng rất đông nhưng rất tiện cho quý vị thiền tính sắp xếp để dân vật thực đầy đủ vì phần lớn trong số họ khoảng 90% phần trăm là tỳ khưu thu tành ga chỉ thỏa thực trong bình bát ngày một lần nên không cần phải bận rộn nhiều với chén đĩa và mông chỉ dân vật thực trong nồi và xoan chảo các ngài sẽ đặt chung hết các loại vật thực vào trong bình bát kể cả đồ tráng miệng mười phần trăm còn lại là các vị tỳ khưu cao hạ hay các vị cao niên trong các ban quản lý và các đệ tử của mình phải cần đầy đủ chén đĩa và thường ăn hai lần một ngày trong suốt thời gian ba tháng rộng này không hề có vi phạm pháp luật trộm cắp, gây gỗ hay say xưa. Những ai có lỡ mất vật quý giá thì thông báo cho chùa hay biết. Nhân viên trong chùa kêu gọi lên máy phát thanh và sớm thu hồi. Lễ quả tán kéo dài 3 đêm và 4 ngày, bắt đầu từ 11 tháng 3 đến nửa đêm ngày 13. Đúng ngày thật sự quả thiêu. Đến ngày hôm sau lấy cho. Phép là Vàng quả được quả tán ngài a chan được dựng lên và trang hoàng rất đẹp tại nơi mà hiện nay là hội trường của Wat vát Vào ngày 11, trước khi di chuyển dục thể của Ngài đến vàng quả tán, tất cả chư tỳ khưu và thiền tính tụ hội tùng kinh sám hối, xin Ngài tha thứ những lỗi lầm mà họ đã vô ý hoặc cố ý phạm đến. Không khí rất nặng nề, vô cùng buồn thảm và sớm đưa đến những lời than giảng những giọt lệ tuôn và tiếng khóc đứt nở của phần đông. Tất cả mọi người bến thương và cảm phục, hồi nhớ những phẩm hạnh của Ngài và những công đức Ngài đã giúp họ. Ngài A-chan đã bỏ lại nhục thể, đã thành tựu giải thoát và trạng thái châu toàn, vượt ra khỏi dòng tái sanh và tái tự. Ngài sẽ không bao giờ còn trở lại khỏi trần gian đầy thảm lệ này cũng nhờ giáo huấn từ bi của ngài mà họ biết việc thiện và ác họ không còn bao giờ lắng nghe ngài giảng giáo pháp và khi nghĩ đến đó họ cảm thấy vô cùng sầu muộn những dòng lệ tuôn trào trên mặt họ là dấu hiệu của bao nhiêu lòng kính mộ và sùng bái thâm sâu của họ giờ quả tán dự định là nửa đêm nhưng từ sớm đông đảo người đã quy tụ về chùa tập trung quanh vàng quả thiêu và vẫn đại chờ. Tất cả mọi người đều muốn tận mắt nhìn để tưởng nhớ suốt những ngày còn lại. Tuy nhiên, vào lúc đúng giờ, một diễn biến quyền diệu phi thường xảy ra. Nếu người viết được phép, xin gọi đó là phép lạ. Trời mùa hè đang trong sáng, bỗng có đám mây nhỏ bay thoáng qua, đủ để che lấp dùng hành lệ. Đúng khi vừa châm lửa và ngọn lửa vừa trùm lên quan tài, thì đột nhiên cơn mưa phùn thoảng rơi. Cả dùng trở nên mát mẻ. Độ 15 phút mây tan và trời trở lại trong sáng như thường. Hàng ngàn người hiện diện đã chứng kiến hiện tượng này và đến nay tất cả mọi người vẫn còn nhớ. Gỗ trầm dùng để quả tán. Phần phát cho, vàng quả được dựng lên, không phải bằng gỗ thường. Một vị thiện tính của Ngài A-chan đặt mua từ Lào đủ gỗ trầm để dùng trong cuộc lễ và thêm vào đó những cây nhang trầm hương nghi ngút tuy nhiên hiệu quả vẫn không có gì khác thân là thiêu bằng gỗ thường xác chết vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt rụi sáng ngày hôm sau lúc chín giờ trò của ngài a chan được thu lượng và phân phối cho những vị tỳ khưu đại diện các tu viện khác nhau đến dự lễ quả tán để các ngài đem về tôn trí vào những nơi được xây dựng đặc biệt. Quý vị thiện tính, các thành phố khác nhau cũng thọ lãnh một phần cho. Vừa khi cuộc phân phố chính thức vừa xong, những người khác hiện diện trong buổi lễ, vô giả chạy đến dàn thiêu, góp nhặt, thang dụng và cho tàn còn lại. Không còn một hạt bụi ở đâu hết cả. Tất cả đều quan hỷ với của báo mà họ vừa được, và mọi người đều xem đó là bảo vật vô giá thỉnh về thờ với nụ cười hân hoan cuộc lễ hoàn tất trò đã phân phát đã đến lúc ra về nhưng trước khi đi mọi người đến nơi quả thiêu ngài đến lễ ba lần chỉ còn nơi đó là dấu hiệu hiện hữu của ngài họ ngồi im lặng một lúc rồi mới đứng dậy mặt nhòa nước mắt cuộc bái từ cuối cùng với lệ tuôn đầy lòng kính mộ và tri ân kéo dài nhiều tiếng đồng hồ vì nhóm này vừa đi thì có nhóm khác đến hết nhóm này đến nhóm khác việc này người giết chứng kiến đầy đủ